nút bấm bí ẩn xuất hiện trên bàn làm việc của ông Biden. Sau khi nút bấm gọi nước ngọt của người tiền nhiệm Donald Trump được gỡ bỏ, trên bàn làm việc của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden xuất hiện một nút bấm mới. Theo Business Insider, các bức ảnh chụp bên trong phòng bầu dục ở Nhà Trắng ngày 25 tháng 1 cho thấy nút bấm mới đặt bên cạnh điện thoại bàn của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đúng vị trí của nút bấm gọi nước ngọt của cựu Tổng thống Donald Trump trước kia. Nút bấm này chưa xuất hiện trong các bức ảnh chụp ông Biden bên bàn làm việc trong ngày nhiệm sở đầu tiên. Hiện chưa rõ nút bấm mới trên bàn làm việc của ông Biden có chức năng gì, dùng cho một mục đích hay nhiều mục đích khác nhau. Người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Trump, từng bố trí một nút bấm trên bàn làm việc trong phòng bầu dục chỉ nhằm mục đích gọi nước ngọt, đồ uống ưa thích của ông. Ban đầu, một số ý kiến đồn đoán rằng đó có thể là một nút bấm ra lệnh một cuộc tấn công hạt nhân. Ông Trump tiết lộ về nút bấm này trong các cuộc phỏng vấn vào năm 2017 với hãng tin AP và Financial Times. Khi đó, ông nói, mọi người có chút lo lắng khi tôi bấm nút này. Không chỉ ông Biden hay ông Trump sử dụng nút bấm kiểu này, trong hàng chục năm qua, các tổng thống Mỹ như Barack Obama và George W. Bush cũng sử dụng nút bấm trong phòng bầu dục. Nó có thể dùng để gọi nhân viên Nhà Trắng, mật vụ hay các quan chức khác. Cũng giống như những người tiền nhiệm, khi tiếp quản Nhà Trắng hôm 20 tháng 1, ông Biden đã tiến hành thay đổi một số bài trí bên trong Nhà Trắng. Một trong những thay đổi đó là bức chân dung cựu Tổng thống Andrew Jackson được thay bằng bức chân dung cựu Tổng thống Franklin D. Roosevelt, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson,